Đi đâu kìa. Thôi bay vô đây luôn. Ôi quá trời bữa nay sao quá trời. Ngập rồi mà chết rồi đi chơi rồi bốn chỗ chết rồi. Bên xe ngồi luôn. Gì xe tải cũng chết luôn vậy? Đi ngập ghê vậy? Đẩy luôn. Rồi bốn chỗ rồi đi chơi gió dữ hơn nữa. Bên đó ngập nhớ, ngập nhiều ra. Ô mấy xe. Mấy xe giao thông ra cứu Honda nhiều quá kìa. Hai chiếc đang chiếc nữa nè. Quá trời không kêu ghé mà được. Rồi kêu ghé không an là kêu gì vậy? Đây cái thả một tiếng là ngò nữa nó mới được. Rồi cho về phường rồi. Đây đang lang lai chim. Mày muốn chết một bên chạy chết một bên. Trời ơi quá trời đông. Bởi vì hồi nãy em nói là không có xe đi ngược lại là biết rồi. Xe không đi ngược lại là biết rồi đó. Trời ơi cái kìa. Trời ơi trắng mặt luôn ông nội ơi. Quá trời cái đường này. Ở đây không có ngập, hết ngập rồi. Bên kia cũng hết ngập rồi. Có bé sông nó cút xuống. Không, nhưng mà bên kia tới khúc đoạn này cũng hết ngập rồi. Vậy cái khúc dưới nó đâu có dám chạy. Vậy khúc kia đó có chạy được đâu. Quá trời, mà làm sao để coi, để coi. Nó kẹt tới đâu luôn nè. Khúc hồi nãy là nước sâu nhất á. Nó quan trọng là mấy thằng chết máy lần trước rồi mấy lần sau nó không thể nào chạy được. Thằng nói rồi châm nước ra nữa kìa. Trên đó đường nó nước cuốn hết trơn rồi. Đồ nó ngủ thẳng giò. Nó đổ máy cho nó. Rồi đó. Ngủ đi.